chúng ta sẽ bài thực hành xem đồng hồ tiếp theo trang 125. Bài 1, xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau. A, An tập thể dục lúc mấy giờ? Ta nhìn đồng hồ ta thấy là hơn 6 giờ. Kim dài chỉ vào số 10 là 10 phút, vậy đây là 6 giờ 10 phút. Ta sẽ trả lời An tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút. Ý B, An đến trường lúc mấy giờ? Kim ngắn chỉ hơn số 7 một chút, vậy là hơn 7 giờ. Nhìn đây ta thấy là đến số 2 là 10 phút. Vậy tiếp thêm hai vạch nữa là 12 phút. Vậy là An đến trường lúc 7 giờ 12 phút. C, An đang học bài ở lớp lúc mấy giờ? Ta thấy 10 giờ hơn. Hơn 10 giờ, chưa đến 11 giờ, vậy là hơn 10 giờ. Nhìn vào phút ta thấy là đến số 4 là 20 phút. Hoặc ta đếm 5, 10, 15, 20 phút. Đếm tiếp 21, 22, 23, 24 phút. Vậy là 10 giờ 24 phút. An đang học bài ở lớp lúc 10 giờ 24 phút. Ý D, An ăn cơm chiều lúc mấy giờ? Ta thấy đây gần 6 giờ, đúng không? Kim ngắn dài chỉ ngắn chỉ gần 6 giờ. Kim này chỉ đây là 6 giờ kém. Vậy ta nhìn xem bao nhiêu. Từ số 12 ngược lại 5, 10, 15 phút. Vậy là 6 giờ kém 15 phút. Hay người ta có thể trả lời là An ăn cơm chiều lúc 6 giờ kém 15 phút hoặc là 5 giờ 45 phút. 5 giờ 45 phút. Ý E, An đang xem truyền hình lúc mấy giờ? Ta thấy hơn 8 giờ. Từ 12 đến 1 lần 5 phút. Tiếp theo đến đây là 2 phút nữa, 1, 2 nữa đúng không? 5, 6, 7 phút. Vậy là An xem truyền hình lúc 8 giờ 7 phút. An đang ngủ lúc mấy giờ? Ngủ lúc mấy giờ ta thấy gần 10 giờ. Kim ra ngắn chỉ gần 10 giờ, vậy là 10 giờ kém. 10 giờ kém 30 phút ta thấy là chỉ đúng số 11, vậy là kém 5 phút. Kém 5 phút nữa thì đến 10 giờ, vậy An đang ngủ lúc 10 giờ kém 5 phút. Nhưng mà ngủ đêm thì chúng ta sẽ Theo thời gian ở đây thì là đây buổi tối ăn cơm xong xem phim rồi đi ngủ thì đây sẽ là đêm. Vậy nó sẽ là 22 giờ kém 5 phút hoặc là 21 giờ 55 phút. Hoặc là 10 giờ kém 5 phút đêm. Đúng không? 10 giờ đêm đấy. 10 giờ kém 5 phút đêm. Hoặc là 9 giờ 55 phút. 9 giờ đêm chính là 21 giờ. Vậy là 21 giờ 55 phút. Chính xác là 21 giờ 55 phút. Bài số 2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian? Đây là các đồng hồ điện tử hiện số, còn đây là đồng hồ bình thường, bằng số La Mã, đúng không? Chỉ kim. Đưa xem đồng hồ A trước. Ta lấy 1 giờ. Hơn 1 giờ. Kim dài chỉ số 5 là 1 giờ 25 phút. 1 giờ 25 phút thì nó là buổi chiều, nó sẽ là 13 giờ 25 phút. Như vậy ta thấy đồng hồ này là 13 giờ 25 phút. Ta sẽ nối vào đây. Đồng hồ B, 7 giờ hơn. Đây số 7. 7 giờ hơn 1, 2, 3, 4 phút. 7 giờ 4 phút. À 1, 2, 3 phút. 7 giờ 3 phút. 7 giờ 3 phút thì nó, ở đây người ta hỏi là buổi chiều hoặc buổi tối nhá. Thì ở đây không phải là 7 giờ sáng được, nó sẽ là 7 giờ tối. Đúng không? 7 giờ tối thì người ta còn gọi là 19 giờ. Vậy 7 giờ 3 phút chính là 19 giờ 3 phút. Vậy 19 giờ 3 phút là tương ứng với đồng hồ H. Vậy B ta sẽ nối với đồng hồ H. Đồng hồ C, kim ngắn chỉ hơn số 8, hơn 8 giờ. 8 giờ ta đếm tiếp, đến đây là 15 phút này. 5, 10, 15 phút. 16, 17 phút. 8 giờ 17 phút.
8 giờ 17 phút chính là 8 giờ tối đấy. 8 giờ tối, 8 giờ là 20 giờ. Vậy là nó là 20 giờ 7 phút. 20 giờ 17 phút, xin lỗi. 20 giờ 17 phút. Vậy ta nối vào đồng hồ K là 20 giờ 17 phút. Đồng hồ D. 6 giờ kém hoặc là 5 giờ hơn, đúng không? Hơn 5 giờ, chưa 6 giờ vậy hơn 5 giờ. 5 giờ bao nhiêu phút thì ta sẽ đếm tiếp. Đếm từ đây 12 trở đi đến 1 là 5 phút. 5, 10, 15, 20, 25, 30 phút này. 35, 40, 45, 50 phút. 5 giờ 50 phút. 5 giờ 50 phút chiều chính là 15 giờ 50 phút. Người ta thấy đồng hồ M là 15 giờ. À 17 giờ, xin lỗi. 5 giờ buổi chiều là 17 giờ. Vậy 5 giờ 50 phút chính là 17 giờ 50 phút. Chính là đồng hồ M, ta nối vào đồng hồ M. Đồng hồ E. Kim ngắn chỉ hơn số 2, chưa đến số 3, như vậy là hơn 2 giờ. 2 giờ 30 phút ta đếm. Đến số 6 là 30 phút, là 2 giờ 30 phút nhé. Tiếp theo 35, 40. Thêm 1 phút nữa là 41 phút. 2 giờ 41 phút, buổi chiều 2 giờ được gọi là 14 giờ. Như vậy thì 2 giờ 41 phút chính là 14 giờ 41 phút buổi chiều. Vậy ta sẽ nối vào đồng hồ N là 14 giờ 41 phút. Đồng hồ G. Kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 5. 9 giờ 5 phút. 9 giờ 5 phút buổi tối nó sẽ là 9 giờ sẽ là 21 giờ. Vậy 9 giờ buổi tối, 9 giờ 5 phút buổi tối nó sẽ là 21 giờ 5 phút. Vậy ta sẽ nối vào đồng hồ L là 21 giờ 5 phút. Bài số 3. Trả lời các câu hỏi sau. Hà đánh răng vừa rửa mặt trong bao nhiêu phút? Đánh răng đây, rửa mặt đây. Đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu phút? Có nghĩa là từ lúc đánh răng đến lúc rửa mặt là bao nhiêu phút? Ta sẽ thấy đánh răng là lúc 6 giờ. Rửa mặt, đúng không? Rửa mặt xong phơi khăn là lúc 6 giờ 10 phút. Như vậy, từ lúc đánh răng là kim dài chỉ vào số 12, đến lúc rửa mặt xong là kim dài chạy từ số 12 đến số 2. Từ 12 đến số 2 là 10 phút. Như vậy, Hà đánh răng trong 10 phút. Đánh răng và rửa mặt trong 10 phút. Đồng hồ B, à ý B. Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là bao nhiêu phút? 7 giờ kém 5 đây. 7 giờ. 7 giờ kém 5 thì kim dài chỉ vào số 11. 7 giờ thì kim dài chạy đến số 12 rồi, đúng không? Vậy thì từ 11 đến số 12 chính là 5 phút. Như vậy 7 giờ kém 5 đến 7 giờ là 5 phút. C. Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong bao nhiêu phút? Bắt đầu, kết thúc. Tôi thấy bắt đầu phim hoạt hình là 8 giờ. Đúng không? Và kết thúc phim hoạt hình là 8 giờ 30 phút, hay còn gọi là 8 rưỡi. 8 giờ 30 phút. Vậy thì từ lúc bắt đầu phim là kim dài chỉ số 12. Khi kết thúc phim là kim dài chỉ số 6. Như vậy nó chạy từ số 12 đến số 6. Chính là 30 phút. Đúng không? 30 phút. Như vậy phim hoạt hình, chương trình phim hoạt hình kéo dài trong 30 phút.